Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Thưa ông Deepak Mishra, Giám đốc khối kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư của Ngân hàng Thế giới tại khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Bài trình bày hôm nay của tôi thì nhấn mạnh về vấn đề ứng đáp chiến lược của Việt Nam đối với những đổi thay của thế giới. Thì rõ ràng Việt Nam cũng như toàn thế giới đang trải qua những cái biến đổi có tính chất cách mạng mà hiện giờ chúng ta không thể hình dung được. À, đồng thời nó lại diễn biến ra những cái tình thế mới, cái sự va đập giữa các cường quốc và sự va đập này nó 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 đưa ra những cái thay đổi mà chắc chắn các quốc gia sẽ nắm bắt và sẽ ứng xử như thế nào. Thì thường sau những cú va đập lớn và ở những thời kỳ mà biến đổi cách mạng thế này chắc chắn trật tự thế giới mới sẽ xuất hiện và những nước mà nực nổi lên trong thời gian tới sẽ là là những nước mà có ba cái đặc điểm sau đặc điểm thứ nhất tức là có khát vọng vươn lên rất là lớn cái điểm thứ hai là cái độ tổn thương rất là cao anh không đổi mới anh không đổi thay là sụp đổ cho nên đây là một cái yếu tố mà cái tính tổn thương lại trở thành một cái rất giá trị Nhưng cái thứ ba là cái năng lực quản lý và thiết kế chiến lược để đi đến tương lai thế Việt Nam rõ ràng là ba yếu tố này đều rất rõ ràng đó là điều chúng tôi rất là mừng và nhìn nhận lại cái buổi họp ngày hôm nay, hội thảo này tôi cho là những những đặt những cái nền tảng những cái thông tin rất là giá trị để chúng ta có thể thảo luận. Thì trước hết là về vấn đề ước mơ lớn. Việt Nam đã qua cái giai đoạn cải cách một và đang chuyển sang giai đoạn cải cách hai và những cái tín hiệu của thành công bước đầu là rất đáng ghi nhận như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trình bày và các vị diễn giả đã trình bày. Thì tôi chỉ nhấn mạnh ba cái đặc trưng mà chúng ta đang chuyển sang đổi mới hai điểm thứ nhất là ba đổi mới một chúng ta nhấn mạnh về đổi mới về tư duy thay đổi những cái nhận thức cũ nhưng với đổi mới hai là chúng ta trỗi dậy về tầm nhìn nhìn thấy Việt Nam sẽ đi đến đâu trong thời gian tới cái đó là cái điều đáng mừng cái đổi mới mới một chúng ta nặng về vấn đề cởi trói về cơ chế làm sao để tháo gỡ những đổi mới hai là phải thiết kế cái nền tảng thể chế cho tương lai. 30 năm sau nhìn lại rõ ràng những cái thể chế chúng ta thiết kế trong những ngày tháng này sẽ là cái nền tảng cho Việt Nam trong tương lai. Cái đổi mới một, chúng ta nặng về tích cực và hội nhập, hội nhập càng cao càng tốt, càng mạnh. Những đổi mới hai, phải coi trọng tạo lên vị thế xứng đáng của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Thế trong những cái bài toán thiết kế này ấy, thì rõ ràng chúng ta phải suy nghĩ ba đặc điểm. Tôi là giảng dạy về chính sách, thì rõ ràng là Việt Nam có sự thiên lệch nhất định cho nên buộc phải có những cái cách rất là lớn trong việc thiết kế cho tương lai. Cái điểm thứ nhất là giữa hiệu quả và hiệu lực, thì chúng ta nặng về những hiệu quả ngắn hạn, những dự án này khác là rất phấn khởi. Nhưng hiệu lực là chúng ta đặt ra một cái nền tảng cho tương lai, tạo ra lòng tin sâu rộng của tất cả các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và toàn bộ người dân đi đến tương lai và thấy rằng mỗi ngày chúng đang tiến gần tới cái lịch ước mơ mong ước của toàn dân tộc thì chắc chắn nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều chứ không chỉ ở tình trạng là trên nóng dưới lạnh mà chúng ta hay nói rõ ràng đây là vấn đề hiệu quả và hiệu lực cái điểm thứ hai là giữa thị trường và thể chế chúng ta bắt nhạy rất mạnh mẽ với thị trường như hơi coi nhẹ về tạo ra những cái thể chế yểm trợ để cùng một cái công sức thị trường như vậy chúng ta có thể gặt hái được hiệu quả lớn hơn rất nhiều và điểm thứ ba là chúng ta rất coi trọng về nguồn lực tích lũy nguồn lực đó là rất tốt những cái định vị để sử dụng nguồn lực này như thế nào và tôi rất mừng là các bài diễn giả các vị diễn giả trước đây đã trình bày chúng ta phải định vị chúng ta một cách xứng đáng hơn đứng ở dòng hàng đầu của dòng chảy thời đại để Việt Nam sẽ là một mẫu mực trong quan hệ kinh tế với Mỹ với Châu Âu và với Trung Quốc bài toán của Việt Nam rất là lớn thế thì rõ ràng cái tính tổn thương của chúng ta tôi phải hiểu rất rõ này khi mà ở Việt Nam là nước rất hiếm thì nữa tôi sẽ trình bày tức là từ cái mức gần như là đóng cửa mà bây giờ mức độ hội nhập cao nhất với thế giới và cái mức xuất khẩu cũng như tăng trưởng xuất khẩu đây, đây, đây tính là nước cái tỷ trọng xuất khẩu như cái độ, độ, độ động lực của tăng trưởng xuất khẩu chúng ta hoàn toàn dựa vào mấy cường quốc lớn mấy cái nền cái thị trường lớn đến chiếm đến bảy đặc biệt là mỹ đặc biệt là eu đặc biệt là trung quốc thế rồi hàn quốc nhật bản đồng thời là chúng ta lại dựa vào chỉ mấy những cái sản phẩm rất chiến lược như là điện tử chứ, chứ khi mà tôi thì trình bày cái này ở bên Indonesia các nước tôi giật mình tôi Việt Nam lại vào những sản phẩm khá cao mà nếu mà mình đi sâu vào những vấn đề này là Việt Nam có thể đi rất xa nhưng nếu mà tổn thương thì cũng rất là nặng lề nề cho nên là là, là là, là cái chúng ta hoàn toàn sẽ phải sống mới một cái mô hình kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào thế giới cho nên là cái cuộc chơi của chúng ta chúng ta phải là một trong những thành tố rất là tích cực trong kiến tạo một cái cái cái, cái trật tự mới về thương mại cho nên rất rất hết sức chủ động và về hết sức nắm mắt uh, cái cái thời cơ cũng như cái thách thức hiện có thì bài trình bày của chúng tôi uh, tôi chỉ có 3 3 phần vì có thời gian rất ngắn hạn tôi sẽ trình bày ra vắn tắt mà dù có thông tin thì thứ nhất là uh, cái bối cảnh mà uh, <laughs> thế giới và cái, cái 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 phát triển về thương mại của Việt Nam cái điểm thứ hai tôi chỉ tóm tắt lại mấy vấn đề lớn trong cái bảo hộ thương mại và cái điểm thứ ba là một số hàm ý chiến lược uh, và và kiến nghị Thế thì về mặt xuất nhập khẩu thì các anh, tôi là dùng một cái chỉ số mà tôi cho là khá hay bởi vì ASEAN như các vị quý vị đại biểu biết ở kinh tế thế giới ở cái nước đang phát triển thì ngoài Hàn Quốc, Nhật Bản, Đạt Loan rồi thì chúng ta quan trọng đến là Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN. ASEAN là nền kinh tế 630 triệu và đặc biệt cái độ hội nhập cũng khá cao và tiến bộ cũng rất nhanh. Như đây tôi muốn so sánh để Việt Nam còn nhanh hơn rất nhiều so với ASEAN cho nên tôi lấy dùng cái tỷ trọng của việt nam trong Asia để nếu mà nó tăng lên như thế này có nghĩa là việt nam cái độ độ thâm nhập với thế giới còn nhanh hơn rất nhiều thì như uh, các vị, quý vị đại biểu thấy là về mặt xuất khẩu cũng như về mặt nhập khẩu là là việt nam uh, tăng uh, rất là, là nhanh uh, và uh, hội nhập của việt nam với thế giới nhanh hơn hội nhập của việt nam với Asia tức là việt nam nắm bắt những cái thị trường lớn như là trung quốc uh, như là mỹ eu và trung quốc Hàn Quốc, Nhật Bản là rất mạnh mẽ hơn hơn rất nhiều do ASEAN. Cho nên tỷ trọng của Việt Nam từ năm 2010, 2005 tức là chỉ hơn 10 năm trước đây, 12 năm trước đây gần như là không đáng kể trong ASEAN. Nhưng bây giờ chúng ta thành một trong những trụ cột hội nhập quốc tế, một cái động lực hội nhập thế giới của ASEAN. Mà ASEAN cũng là muốn cả ASEAN hội nhập nhưng mà mỗi thành viên đều hội nhập mạnh hơn để tạo ra một cái sự hội nhập cao của ASEAN với thế giới thì đề nghị vì cái cái cái, cái bản uh, <laughs> các cái bản trình bày của tôi chuyển sang tiếng Việt nó hơi cập rập cho nên là cái, cái đề nghị các, các quý vị đại biểu nhìn sang bản tiếng Anh thì nó, nó chính xác hơn tại cái, cái tiếng Việt thì một số cái 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 cái, cái chat nó không được uh, chuẩn lắm. Thì trong cái quan hệ với lại Mỹ là những cái thị trường lớn thì các quý vị sẽ thấy là chúng ta tăng rất nhanh so với Mỹ, tức là xong nhập khẩu với Mỹ các anh chị các các, các các quý vị thấy nó tăng vượt bậc so với quan hệ của mình với thế giới. Của mình với thế giới đã nhanh rồi nhưng với Mỹ tăng vượt bậc Đấy. Những cái vượt bậc này thì với Mỹ thì chúng ta nặng được về xuất khẩu nhưng nhập khẩu từ Mỹ là hạn chế. Đây là một vấn đề rất đáng tổn thương bởi vì Việt Nam có tổn thương kép. Một là mình thì là thẳng dư thương mại rất lớn với Mỹ. Tức là Mỹ mà sau khi giải quyết được xong với Trung Quốc sẽ theo hỏi thăm Việt Nam. Chắc chắn nó không phải đơn giản. Ờ, thâm hụt với chúng tôi là gần hơn 30, 30 mấy tỷ đô la, không phải dễ. Trong khi Việt Nam lại thâm hụt tiếp với Trung Quốc. Đấy, thì cái bài toán thế nào đây là cái ứng đáp chiến lược chúng ta phải rất là lưu ý. Với Trung Quốc thì xuất khẩu của chúng ta với Trung Quốc ngang ngửa với lại thế giới, tức là cũng chúng ta cũng mạnh dạng nhờ xuất khẩu sang Trung Quốc ở cái cái chat thứ nhất thì các quý vị sẽ thấy là chúng ta xuất khẩu tương đồng với lại thế giới, thế nhưng mà có cái tốc độ gần đây xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhanh mà đây là một điểm đáng mừng, đây là một cái hàm ý chiến lược rất quan trọng đấy. ạ. Tôi rất mừng ví dụ như tập đoàn như công ty Vinamilk chủ động đặt đại diện ở bên Trung Quốc và khai thác thị trường này. Chúng ta phải thâm nhập sâu hơn thị trường này và đây chắc chắn là một cái thị trường rất lớn trong tương lai. Mà khi Trung Quốc tôn trọng luật chơi với thế giới sau khi cam kết với Mỹ, đây sẽ là một cái thị trường lý tưởng cho Việt Nam bởi Việt Nam không chỉ là kề cận với Trung Quốc và có nhiều cái uy tín ảnh hưởng về mặt chất lượng, nhưng đồng thời là chúng ta thâm hụt rất nặng nề với Mỹ với Trung Quốc. Nên chắc chắn việc cân bằng lại sẽ tạo ra một cái lực đẩy về mặt xuất khẩu cho cho Việt Nam rất là mạnh mẽ trong thời gian tới. Tiếp theo là sang uh, EU. Việt Nam EU thì cũng mô hình giống. Với lại Mỹ, tức là ta tăng rất nhanh về xuất khẩu. và Nhưng nhập khẩu đi khá chậm. Thì đấy là cũng là lý do mà chúng ta phải, phải suy tính. Với Hàn Quốc thì cũng bài toán như vậy. Nhưng mà cái tốt của ta là chúng ta đang, tôi nghĩ là dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vinh Huệ khá tốt, tức là ta cố gắng thu hẹp những cái cái, cái 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 bất bình đẳng về thương mại cho nên là đang có những dấu hiệu tôi thấy nếu mình bị thâm hụt thì mình cũng đang tăng tăng ta tăng 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 nhập khẩu mà nếu mà mình vào uh, đồng thời cũng tăng mạnh xuất khẩu nếu mình bị bị thua thiệt thì mình tăng xuất khẩu mà mình nếu mà mình thặng dư nhiều mình cũng tăng mình nhập khẩu những cái đấy là tôi thấy tốt tức là mạnh và mạnh mình, mình thể hiện là mình mọi người trong cuộc chơi rất có trách nhiệm việt nam tôi thấy đấy là có những dấu hiệu rất là tốt với nhật bản thì chúng ta lại dùng là cái khá cân bằng là xuất khẩu nhập khẩu khá cân bằng trên cái quan hệ Việt Nam khá khá bền vững nhưng mà nói chung là tại sao đây chúng ta đặt một câu hỏi là chúng ta quan hệ với Nhật Bản lẽ ra là một đồng minh rất mạnh mẽ như vậy là phải có độ sâu nhanh hơn với so với thế giới trung bình chứ hiện giờ cái đường xuất nhập khẩu chúng ta hội nhập với Nhật Bản so với đây đây là một cái thị trọng so với Đông Nam Á, Đông Nam Á thì cũng chỉ tương đồng với thế giới chúng ta chưa có những bước bước bật ở trong quan hệ với Nhật Bản so với Hàn Quốc hay là so với Mỹ hay so với EU Đó, thì cái đấy là đáng suy nghĩ thế cái độ thâm nhập của chúng ta với lại ASEAN thì chúng ta nhập ASEAN nhiều hơn so với lại xuất sang họ. À, thế cái đấy là chúng ta cái điều chúng ta cũng nên suy nghĩ. Thế thì tiếp theo đây là tôi muốn nhấn mạnh về cái phân tích cái cái, cái vai trò của thị trường lớn đấy. Thì các quý vị sẽ thấy là cái tỷ trọng năm 2017 thì năm cái thị trường lớn này đã chiếm gần 70% cái xuất khẩu của ta. Như vậy chúng ta phải có những coi trọng rất chiến lược, nghiên cứu thật thấu đáo bỏ tiền bỏ của ra nghiên cứu thật thấu đáo năm cái thị trường này bởi vì nó không chỉ chiếm tỷ trọng cao trong cái xuất khẩu của chúng ta mà cái tỷ trọng về tăng trưởng ấy, trong 3 năm vừa rồi là tiến đến tám mươi mấy phần trăm cho nên càng ngày càng nhiều hơn mà đây là cái điều mừng đấy một quốc gia theo như ông Lý Quang Diệu nói muốn tiến nhanh ấy, thì gắn thật sâu với những ông phát triển Đói, thì đi nhanh hơn nữa nhưng phải chơi đúng cuộc chơi của họ không nên chơi luật riêng của mình chỉ tận dụng cơ hội ngắn hạn chụp giật mà đây thực sự chúng tôi xây dựng cái nền tảng cho một xã hội phồn vinh năm 2045 chúng tôi sẽ trở thành là một trong những nước công nghiệp phát triển. Đấy là là Thủ tướng Phúc, uh, Nguyễn Xuân Phúc là có chỉ thị để chúng tôi phải chuẩn bị những cái những cái 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 đề, cái đề xuất có khát vọng rất lớn. Đấy, thì về bên Bộ Chính trị là cũng đã chỉ thị là 2045 Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp phát triển. Chúng ta phải làm thế nào? Đây là cái bài toán phải đặt ra. Cái tiếp theo là vấn đề sản phẩm. Thì các quý vị sẽ thấy là sản phẩm điện tử Uh, rồi là uh, may mạc rồi là uh, quang học các thứ là là chiếm những tỷ trọng rất lớn trong cái tăng trưởng đặc biệt là điện tử chiếm 50 cái quyết định cái tăng trưởng thì đây cũng là cái tổn thương ấy, tại điện tử có thể nó bão hòa xuống nếu mà ta không có những cách thúc đẩy mà thế giới không có thúc đẩy công nghệ nó nó chuyển sang lĩnh vực khác ấy, thì cái này chúng ta có thể mất đi một nguồn lực tăng trưởng khá lớn cho nên không chỉ hy vọng vào cái tăng trưởng xuất khẩu qua qua điện lực <laughs> qua 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 cái ngành điện tử tôi chuyển tiếp sang cái phần uh, bảo hộ thương mại thì thương mại đây chỉ là nhắc nói nhanh tức là những cái đó là những cái kỹ cái, 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 cái thuật để mà bảo vệ cái lợi ích quốc gia mà mặc dù cái lý lẽ này thì nó có thể không hoàn toàn xác đáng nhưng mà chúng ta để về hiểu họ dùng những công cụ về thuế má, cô ta bao cấp, uh, đòi hỏi cái nội dung uh, nội địa rồi là chính sách uh, phá giá, quản lý uh, tỷ giá, các cái thủ tục khác thì cái này Chúng ta chơi cuộc chơi này vẫn phải khéo léo biết chơi cái này nhưng mà không nên để cho mọi người thấy rằng là mình mà không nên chúng ta phải chơi những cái rất là minh bạch rất đàng hoàng bởi vì sớm muộn nên tôi quay trở lại cái hiệu quả về hiệu lực ấy mà nếu chúng ta cứ nặng về hiệu quả để à, giúp cho ngành này ngành kia mà để rồi tổn thương cả cái nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào thế giới thì đấy là không tốt cho nên là, cái bảo hộ chúng ta phải cố gắng giảm đến mức tối thiểu và chơi cuộc chơi của 30 năm sau chứ không phải là chơi cái hiện tại này rất chú ý cái này thì đây là cái mà tôi thấy trong suy nghĩ của chúng ta vẫn còn đang vấn vương đấy Đói. Ví dụ quy định về những cái cho ngành ô tô Hay là luật về an ninh mạng Tôi thấy là trong thiết kế của chúng ta Là chưa thực sự mở của một cái thời đại mới Người ta phải nhìn sang anh Singapore Chúng ta là cùng cái kinh tế platform Tức là các anh đẳng cấp thế giới vào đây chơi với chúng tôi Và chúng tôi cùng vươn lên rất là nhanh Muốn đi thật nhanh là phải như vậy Đói. Thì chúng ta hiện giờ vẫn còn đang lấn cấn Và hơi bị ảnh hưởng cái cách tiếp cận của Trung Quốc Họ hoàn toàn khác, ta nên khác Ta phải đứng trong hàng đầu trong cái dòng chảy của thời đại. Đây là tôi đề nghị phó thủ tướng vương đình huệ rất lưu ý vấn đề này thì chúng tôi thấy rất là trân trọng. Thế thì trong cái cải cách thế giới thì rõ ràng ta nhìn thấy là đặt cái đặc thù về cái ngành chế tạo ấy, tại vì trong xuất nhập khẩu cái chế tạo nó rất là quan trọng. Thì với các nước đang phát triển thì ngành chế tạo nó là cái đường dẫn đầu để kinh tế đi lên, để năng suất đi lên. Nhưng ở các nước phát triển ấy, thì cái chế tạo nó có nhiều cái ngành nghề nó cũ, nó chuyển sang dịch vụ năng suất nó cao hơn nhưng vừa rồi qua một cái giai đoạn cải cách mạnh mẽ đấy thì họ chuyển những cái ngành mà thâm dụng lao động thứ ra ngoài, bớt ngoài cho nên năng suất lao động của khu vực chế tạo đã vượt lên ngành uh, dịch vụ. Nhưng mà thời gian tới khi dùng công nghệ 4.0 các thứ họ quay trở lại dùng robot các thứ thì họ sẽ tận dụng những cái gì mà có thể làm cho năng suất lao động cao hơn trong ngành chế tạo họ có thể kéo về họ làm. Cho nên đây là cái mình rất chú ý. Còn chúng ta, đây đấy là cái điểm. Thế tại sao mà một câu hỏi đặt ra là tại sao? cái bảo hộ nó lại quay trở lại nên là re emerging chứ cũng chẳng phải cái gì là là mới xuất hiện đâu cái này nó là chuyện cũ chúng ta đã đi rất dài trong vấn đề hội nhập rồi của thế giới rồi nhưng bây giờ lại quay trở lại thì tại sao thì tôi thấy mấy điều điểm thứ nhất là trong cái phân bổ cái lợi ích mà chúng ta có từ thương mại không công bằng anh này được nhiều hơn anh kia rõ ràng thế rồi cao trong các ngành nghề khu vực này nhờ lợi hơn khu vực kia địa phương này địa đời, nhiều phương kia trên công nghệ toàn thế giới cho nên rõ ràng nó tạo ra những cái tension, những cái conflict, những cái phức tạp mà người ta đòi hỏi phải chỉnh sửa. Cái đấy là tất yếu. Cái điểm thứ hai là khi chúng ta đẩy nhanh về thương mại như thế thì những cái yểm trợ về mặt thể chế không tương đồng. Cho nên nó đi hụt hơi và làm cho cái lòng tin nghi ngờ lên nhau. Ngay cả Việt Nam bán cho cái gì cho thương lái Trung Quốc là cứ nghi nghi mà là nó không thật hay không. Hoàn toàn không có những cái thể chế yểm trợ mặc dù thương mại hai nước tăng lên năm sáu tỷ bảy tỷ mà chúng ta vẫn vẫn chưa có cái thể chế tương xứng để để yểm trợ để thực sự tăng cường cái lòng tin và cái khả năng hợp tác tiếp theo là geopolitics tức là địa chính trị chắc chắn là trong cái cuộc đấu đầu với mỹ và trung quốc thì sau này trung quốc sẽ phải nhượng bộ trung quốc và mỹ cũng phải nhượng bộ nhưng cấu trúc của địa chính trị nó sẽ lên một cái mức mới mà chúng ta phải tuân thủ để xem thế nào để trong cuộc chơi này chúng ta trở thành một trong những người kiến tạo cho một cái, 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 cái thế hệ mới về mặt thương mại rất chú ý công nghệ 4.0 và robotics chắc chắn là sẽ làm đổi thay rất căn bản, rất là nhiều mà đến giờ chúng ta không hình dung được như ở London hay là New York cuối thế kỷ thứ 18 đấy thì là mọi người vẫn hy vọng là nuôi bao nhiêu con ngựa, bao nhiêu người dọn vệ sinh các thứ nhưng đến khi ô tô, máy bay nó ra đời khác hẳn đi thì rõ ràng lúc đấy nó mới kinh ngạc và cái điểm cuối của cái cuộc chiến anh thương mại nó xảy ra cái 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 bảo hộ là vấn đề gọi là lemon problem tức là bài toán quả chanh tức là có nhiều anh vụ lợi như thế này lạm dụng những cái, 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 cái quy tắc thương mại tự do để, để, để lợi ích riêng cho mình mà không nghĩ lợi ích co cho người đồng bạn của mình, cho nên là làm cho cái tình thế nó căng thẳng. Cái, cái đấy ta nên suy nghĩ. Thế hàm ý chiến lược nào cho Việt Nam? Thì rõ ràng tám xu thế lớn trên thế giới thì vì cái thời gian có hạn nên tôi không muốn nhắc lại. Nhưng rõ ràng là vấn đề trỗi dậy của Châu Á, xu thế toàn cầu hóa nó có điều chỉnh nhưng vẫn là tăng mạnh mẽ, đặc biệt ở các nước phát triển. Cho nên chúng ta sẽ thấy là thay vì mặt không không chỉ là hàng hóa mà vốn rồi là du lịch các thứ đều đều sẽ tăng mạnh rất mạnh trong thời gian tới cho mà tôi thấy rất mừng ở Việt Nam là đi đến các địa phương bây giờ sống động rất cao Việt Nam một cái trong những cái thành quả của cải cách và đặc biệt trong hai năm vừa rồi ấy, là ý thức học hỏi từ địa phương các doanh nghiệp biết là là cái cái cái, 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 cái buộc phải vươn lên và cái, cái cái điều kiện vật chất của họ cũng đã khá rồi. Họ đủ sức để thu hút cả những người giỏi về để giúp cho họ làm rồi, chứ không phải như ngày xưa là một điều hai điều là phải nhờ nước World Bank giúp. Bây giờ họ thực sự có thể chủ động vươn ra, chứ ngày trước là Việt Nam qua giai đoạn gọi là, là nguồn lực nó hạn hẹp. Nhưng bây giờ tôi thấy nó đủ mạnh và đủ cái tầm nhìn để các vươn tới rất nhanh về tương lai. Thì có cái muốn trong phòng các vị diễn giả trước đã nói nhiều rồi thì tôi không không Thế thì cái độ tổn thương của Việt Nam thì đây là chỉ bắn tắt tức là ta 200% thì đấy là cái mà nó tăng từ 40% tức là ta từ rất thấp với so với trong Đông Á, Đông Nam Á bây giờ ta lại cao hàng đầu. Đấy là ta hiểu cái sự tổn thương. Thế thì uh, chủ nghĩa bảo hộ nó đem lại cái thách thức và cơ hội gì? Thì cơ hội thì rõ ràng rồi. Rõ ràng về ngắn hạn hay là những cái uh, mua từ Việt Nam là chắc chắn nó rẻ hơn Mỹ. Uh, Trung Quốc tại Trung Quốc là bị đánh thuế thế nhưng mà các nhà đầu tư chiến lược ấy, thì chưa chắc là họ đã chuyển sang việt nam bởi vì việt nam thẳng dư thương mại với mỹ mà lớn như vậy mà không có những cái cải cách gì đặc biệt ấy thì cũng, tôi cũng không sang đâu ngắn hạn thì chuyển sản xuất ra một số các thứ thôi nhưng mà để lâu dài ăn đời ở kiếp với việt nam lại là vấn đề khác lại rõ ràng bài toán việt nam thâm hụt thương mại với mỹ chỉ là uh, thời gian ấy, chứ không phải là vấn đề gì mà ồ ra đâu không hy vọng đấy trừ những anh nhỏ lẻ vớ vẩn các thứ là sang hoặc là chuyển sang mang tính operational uh, vận hành này. Chứ còn đầu tư những những người chiến lược ấy là chưa. Đấy cái đấy mình phải hiểu rất rõ như thế. Thế nhưng trong cái cuộc này thì Việt Nam dù sao cũng nắm bắt được những cái quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư thế giới. Tôi nói với các tập đoàn thế giới là họ hướng đến Việt Nam mà một điều mà Việt Nam dịch chuyển bây giờ đều gửi những thông điệp rất là mạnh mẽ với thế giới và phải khẳng định chúng ta đứng trong hàng đầu của dòng chảy thời đại. Chứ nếu mà chúng ta chập chờn đi không rõ, chắc chắn chúng ta trả giá. Người ta ở Việt Nam chỉ đến thế thôi. Phải có những cái, cái nỗ lực để, để gây ra cái sự ngạc nhiên. Thế có một điều mừng là trong cái bối cảnh thương mại va đập nó lớn như thế này, thì các nước, các cái khu vực, các cái khối lớn như EU này, uh, Nhật Bản, các thứ là rõ ràng mạnh dạng, kể cả Trung Quốc đều nghĩ là phải có cái gì đó để tạo bảo vệ được tại cái thương mại tự do rõ ràng là điều rất đáng quý, rất trân trọng. Nhưng gìn giữ nó thế nào, nâng cấp nó thế nào? cho nên nó mới ra CTTPP các thứ như vậy mà mà Việt Nam đã ứng đáp đó, rất là nhanh đó là điều rất đáng mừng tức là cái cái thái độ của tất cả các quốc gia đều rất có trách nhiệm cho nên Mỹ thực ra đấy là một cái đóng góp của Mỹ là buộc mọi người phải suy nghĩ lại không thể theo kiểu cũ được bởi vì thời đại nó đổi thay rồi đấy. thì dục do có gây khó khăn nhưng mà mọi người có khi lại là tốt thế thì cái cái khó khăn gì mình phải lường đến trước nhất là làm cho thế giới tạo rất bất ổn rõ ràng khó khăn. Cho nên phải nói là Việt Nam bây giờ cũng lèo lái cũng khá đấy. Chứ còn nói chung là sẽ có những cái va đập khó hình dung hết được trong thời gian tới. Mà mà nếu mà kinh tế thế giới lại có biến động khủng hoảng nữa thì đấy là là cái bài toán. Thế nhưng mà con mừng tức là cái độ resilience của các nước ở Đông Nam Á, ít nhất Đông Nam Á à, và ở Trung Quốc, Ấn Độ đều là cũng là khá. Chứ chắc chắn không có những khủng hoảng gì lớn. Nhưng những cái sự va đập này rõ ràng à, cũng sẽ ảnh hưởng đến, 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 đến dòng đầu tư À, và Việt Nam thế nào cũng có bị ảnh hưởng ít nhiều ấy, chứ không phải là chỉ hy vọng là mới một, một cái họ chuyển từ Trung Quốc sang đâu. Thế mà mô hình đồ phát triển của Việt Nam thì giống như Singapore phụ thuộc rất nhiều vào thương mại. Đấy. Anh làm ra một đồng GDP là anh phải cũng phải một đồng thương mại, uh, hai đồng thương mại xuất nhập khẩu. Cho nên mọi cái gì chắc trở ở thương mại chắc chắn là Việt Nam bị ảnh hưởng. Cho nên Việt Nam phải tạo ra không chỉ là Ờ, có cái sự kháng bền thật là tốt mà buộc phải nắm bắt cơ hội đổi thay rất là nhanh chứ không không chỉ là exploitation mà cả exploration tức là khai thác mà phải khám phá những cái cái mặt trận mới thế mà rất chú ý đấy, Việt Nam mình có một cái hạn chế tức là rất nặng ở trong một số điểm nhất là doanh nghiệp nắm bắt cơ hội rất nhanh nhưng cái tầm nhìn chiến lược cho tương lai không có cho nên chính phủ phải đặc biệt coi trọng vấn đề này chứ nắm bắt cơ hội ngắn hạn cái thứ gì đó từ Trung Quốc may quá vẫn được cái này nhưng không nghĩ là đến ngày sau tức là cái efficiency thì khá tốt hiệu quả ngắn hạn gain là tốt nhưng mà đến cái effectiveness building cái phát triển cái nền tảng cho tương lai tương lai tiến gần đến tương lai là không có Đấy, thì có cái này. thì trong cái bài toán chiến lược thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh mấy cái điểm để à, ở bên Singapore thì luôn nhấn mạnh thinh ở tôi là phải nghĩ trước nó sẽ đi đến đâu trong vòng năm 10 năm tới Think across, xem các nước đang làm thế nào để chúng ta có cái ứng đáp nó thực sự là khoa học, thực sự là tổng thể. Và think again, tức là bài học từ quá khứ nó có cái gì? Và cái thứ ba bốn là think out of the box. Nghĩ ra ngoài những cái gì, phải chuẩn bị cho những gọi là unthinkable, tức là những điều không thể hình dung giữa được nó sẽ xảy ra trong thời gian tới. Thì đấy là cái trong chiến lược hiểu người, hiểu mình và có cái tầm nhìn rõ đến tương lai. Và năm chữ S ở Việt Nam, hình chữ S đề nghị, năm chữ S thì Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã, uh, lưu ý cái thứ nhất là survival attitude, phải biết rằng mình sống còn, không thì là chết, không đổi thay là chết. Cái S thứ hai là phải strategic positioning, tức là định vị chiến lược Việt Nam thế nào. Sẽ đi rất nhiều cùng với nguồn lực này, Việt Nam có thể đi rất nhanh nếu mình định tốt hơn. Cái S thứ ba là synergy, tính cộng hưởng, nhất hồ vạn ứng, các ngành, các địa phương, rồi mình với thế giới phải có tính cộng hưởng. Cái s tư là sustainability, tức là phải cái tính bền vững không chỉ cho hôm nay và cho ngày mai và đặc biệt phải đi đầu vào những năng lượng tái tạo biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường những cái đấy mình nên đi trước và cái s cuối cùng là surprising phải làm cái gì đó thế giới phải kinh ngạc với người việt nam mình thì đề nghị phó thủ tướng lưu ý cái đó nếu không kinh ngạc người ta bảo chỉ thế thôi á thế thì chưa đủ phải vượt lên thế tôi cứ đề nghị cái mô hình smart này thế mà bên singapore là có thể cũng đã xem xét ông có thông minh hay không ấy, là ông có phải có roadmap chiến lược cái S đi đến phía trước đi đến thế nào chặng đường ra sao rõ là ra thứ hai là M là monitoring phải có giám sát ngành nào bộ ngành ngành nào ra sao địa phương ra sao không phải monitor cái KPI cái chỉ số đánh giá kết quả rất là sắc đáng cái tiếp theo là accountability ai chịu trách nhiệm vấn đề này mà đề nghị phó thủ tướng là đề nghị lên thủ tướng và trung ương đảng phải có cái giả soát lại tất cả các bộ ngành bây giờ trồng chéo cổng khủng khiếp lắm thế mà đây là một cái audit mà thủ tướng phó thủ tướng là có cái, 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 cái chuyên ngành chuyên gia về mặt audit ấy. thấy rõ ràng là nhiều cái nó cứ trồng chéo bây giờ mình tách nó ra để clear nó ra hiện giờ là cứ ngành này làm trồng ngành kia và không ai chịu trách nhiệm cả. accountability và tôi rất mừng là tôi thấy tôi, tôi, em gái tôi họ nói một cái điều cái đứa giải world bank định dự định làm cho chúng ta một cái gọi là đường dây nóng mà cái rất hay tức là một cái nhóm này xử lý tất cả những cái input của doanh nghiệp phàn nàn cái gì đó cái này xử lý báo cáo trực tiếp lên thủ tướng giải để 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 và ứng được có đề xuất giải quyết ngay thì nó cái hay này khi mà mình đã lập ra cái bộ máy nó hủy hỏi như thế công việc ít bớt hẳn đi bởi vì bộ ngành ở dưới biết là đã bật đèn sáng hết rồi không thể lạm dụng được cái gì nữa các địa phương thì coi như là thực ra tưởng là rất là nhiều việc cái đường dây nóng nhưng cuối cùng nếu đường dây nóng có hiệu quả thì lại rất ít việc tại vì mọi người phải tự xử lý hết gần hết rồi phải biết rằng ngày trước là nó cứ bật đèn tối mà cứ để đèn tối cho mọi người làm cái gì cũng được còn bây giờ bật đèn sáng đây thì tôi cho cái cái sáng kiến thức của anh là tuyệt vời tôi đề nghị là ta nắm bắt cái đó cái a là rethinking phải nghĩ lại thời đại đã đổi thay rất nhiều phải rethinking phải suy nghĩ lại và cái năm là trust trust là trust là phải có lòng tin làm bất kể điều gì phải kiến tạo được lòng tin trong cán bộ trong cán bộ công nhân viên đấy là cái cái kiến nghị uh, tiếp theo cái cuối cùng là đây là những cái sáng kiến rất cụ thể thương mại nó chỉ là một vấn đề mà tôi đề nghị là phải có cái, cái hội đồng để tạo ra cái sự cải biến của cả nền kinh tế để thích ứng cho một cái nền kinh tế hiện đại thì thương mại là một trong những vấn đề chứ nếu không chỉ dồn hết về thương mại không đủ đây là cả một vấn đề lớn trong cải biến nền kinh tế của chúng ta nên có lập cái hội đồng này và giải quyết đồng bộ với cả đường dây nóng như tôi nói thì chưa ra và chấm điểm mọi vấn đề thì chúng ta sẽ giải quyết tốt Thứ hai là chúng ta nên là một cái thành tố hàng đầu trong vấn đề ủng hộ thương mại tự do nhưng với với ý thức kiến tạo rất là lớn và sẵn sàng tự nguyện làm những việc mà mọi người cảm phục là Việt Nam rõ ràng không chỉ hưởng lợi từ thương mại tự do mà là người sẽ đóng góp rất là xứng đáng về vấn đề này. Thứ ba là phải monitor, phải có đưa ra những chỉ số, tôi thấy Singapore những chỉ số khám sức khỏe, nền kinh tế đều lắm. nhìn thấy biết ngay ra sao thế nào mà tôi làm việc với ngành điện lực tôi biết rõ cái ấy bán điện cho hộ mấy hai uh, triệu hộ dân hay hộ doanh nghiệp biết rõ sức khỏe ra sao mà phó tử tướng chỉ cần yêu cầu báo lên mà dùng những cái thơ, thông số thống kê đơn giản biết ngay là kinh tế lên hay xuống ở ngành này ngành khác ngành ra sao mà cái này là big data số liệu lớn các thứ rất rất chuẩn mà việt nam sẽ đi đầu trong vấn đề này là rất quý tiếp theo là những quan hệ chiến lược với các cái đối tác như năm đối tác như tôi đã nói có những người thì mình thâm hụt thương mại có những người mình thẳng dư thương mại đều ngồi vào bàn với nhau để bàn có cái roadmap để đến tương lai như thế nào giải quyết cho nó thấu đáo à, và cái cuối cùng là cái mô hình tôi đề xuất mới biết ở một cái 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 quê đấy thì cái năng lực cải cách của chúng ta là từ số và mẫu số đây từ số là nhận thấy được áp lực của thời đại nếu cái p này doanh nghiệp chưa nhận thấy rõ chính phủ cho thấy rõ rồi cho media các thứ thấy rõ là cái sấp vai vốn giống như nước nhật đứng trước cái cải cách minh trị thấy rất, súng còn rồi pressure rất là lớn rồi là cải cách. Cái chữ V là thể hiện được tầm nhìn của những người lãnh đạo cho tương lai của Việt Nam sẽ đi đến đâu để mọi người thật sự phấn chấn ở chữ V. Chữ A là cái năng lực về mặt phối thuộc. đấy thì cải cách bộ máy. Mà trong đó cái, cái gọi là chính phủ whole of government của Singapore thế ra chính phủ tổng lực. Đấy, giống như đá bóng là chỉ biết là xuất vào đấy, không biết anh nào đá ra sao. Nhưng mà 1 0 2 0 3 và chúng ta phải trở thành một cái người vô địch ở Đông Nam Á rồi tiến tới là, là World Cup hay là Asian Cup, các thứ là chuyện đấy là cái e cái e đấy là enabling tức là cái điều kiện khuyến đạo cái yểm trợ thì từ công nghệ thông tin đến những người thì, uh, giúp đỡ chúng ta đặc sắc tôi là làm việc với World Bank rất nhiều năm rồi cảm thấy rất là hay là giúp chúng ta bên cạnh những cái ý kiến rất kịp thời và tổ chức như này nên khai thác tối đa những cái mẫu số mà chúng ta lấy là phải giảm thiểu một là cái status quo tức là những cái cơ chế nặng nề hiện giờ của chúng ta nhiều khi là mọi người không phải chỉ là tư duy kém cũng không phải chỉ là vụ lợi cá nhân nhưng vì cái cơ chế nó nặng nề như thế tôi làm giờ cũng chả được cái gì mà mệt mỏi lắm thôi cái s nó nặng thì làm sao để giảm được cái s ấy đi thì đấy cũng là một cái incentive hệ thống thế nào để cho mọi người làm mà cảm thấy được lợi thì mới tốt và chữ c đấy cuối cùng thì là, là, giảm được cái những cái lợi ích cá nhân và những cái cost của cái cải cách thế thì như vậy chúng việt nam tôi hy vọng rồi tôi tin rằng sẽ có một tương lai rất tươi sáng trong những năm tháng tới xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu Ờ, xin trân uh, trọng